Lưu ý trước khi xem chuyện. Đây là video dựa vào chuyện chữ cho nên phần âm thanh sẽ không trùng khớp với phần hình ảnh mọi người chỉ nên tập trung vào phần nội dung hấp dẫn của chuyện thôi nhé. Chúc mọi người xem chuyện vui vẻ. Lệ Văn Bân, Yến Lan, Lý Đình cũng đáp xuống băng nhai sơn động, ngoại trừ băng nhai sơn động lẻ loi ra. Toàn bộ băng nhai ầm ầm đập xuống, ngay cả băng nguyên thánh hùng khổng lồ như vậy cũng không chịu được sập đổ xuống. Mọi người ngây ra như phỗng nhìn mục ninh tuyết. Trong lúc nhà thời không phân biệt được băng nhai xuất hiện gãy vỡ khổng lồ hay là do mục ninh tuyết thao túng nếu như mục ninh tuyết điều khiển thì cũng quá khuyết đại rồi bọn họ thậm chí còn không thấy mục ninh tuyết tạo tinh cung tại sao trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sức mạnh hủy diệt đáng sợ như thế mục ninh tuyết cũng không ở sơn động lẻ loi nhìn thấy một mảnh băng nham đang ngọ nguậy trong đám băng nhai sụp đổ quả nhiên băng nguyên thánh hùng không có dễ chết như vậy nó phá tan mảnh vỡ băng nhai trên người khập khiễng bỏ chạy về nơi xa trên lưng mục ninh tuyết xuất hiện tám đôi phong chi rực mỗi một tầng phong rực trắng nõn như cánh đều có đường nét phong ngấn tương đối rõ ràng bên trong nhu mỹ lộ ra vài phần thánh khiết nhẹ nhàng mà không mất đi sức mạnh Mười sáu phong dực, Mục Ninh Tuyết rất dễ dàng đuổi theo băng nguyên thánh hùng, cùng phong lạnh lẽo, phong ấn múa lên. Có thể thấy Mục Ninh Tuyết trên khâu trung kéo phong chi cung, phối hợp cùng phong chi dực sau lưng kéo mũi tên gió tới cực hạn. Vù, mũi tên gió hiện ra tư thế xuyên núi, mạnh mẽ tạo thành một cái lỗ máu trên hạnh giáp phần lưng của băng nguyên thánh hùng, máu tươi nóng bỏng tràn ra, làm cho băng tuyết bị hòa tan. Băng nguyên thánh hùng ngã về phía trước, nó vừa vực dậy, Mục Ninh Tuyết đã đạp vào lưng của nó. Táo bạo chi hùng cảm nhận được một loại khuất nhục, nó đem khuất nhục hóa thành vô hạn phẫn nộ từng chiếc lông màu vàng trồng ngước khí tức giã thú khủng bố tàn ra mục ninh tuyết vung phong rực lên toàn thân lượn vòng mà lên cùng vừa vặn tương xích lên không là từng thanh băng mâu như mưa hạ xuống ở chỗ băng nguyên thánh hùng cùng phạm vi một cây số xung quanh nó tạo thành một rừng rậm băng mâu dọa người băng nguyên thánh hùng vừa mới đứng dậy để ở hát NH trả nhưng ngay cả góc áo của mục ninh tuyết còn chưa chạm vào được đã lập tức nhận phải băng mâu cực hình bất luận có né tránh như nào thì đều không có ý nghĩa chỉ có thể dùng hùng trào ôm lấy đầu thống khổ kêu rên chịu đựng rất nhanh toàn thân băng nguyên thánh hùng đều là vết thương rất nhiều băng mâu cứng cỏi còn ở trên người nó. Chỉ là sinh mệnh tên này xác thực ngoan cường, dù nhìn qua đầy rẫy vết thương cũng không ngã xuống. Nó ngẩng đầu lên nhìn Mục Ninh Tuyết ở trên không trung, phát điên gào thét, đôi mắt màu vàng óng gần như muốn đốt cháy hỏa diễm. Mục Ninh Tuyết nắm chặt hư không, lập tức thấy xung quanh băng nguyên thánh hùng xuất hiện rất nhiều băng bụi nhỏ bé, những băng bụi này tụ tập cùng nhau tạo thành vòng băng to lớn. Vòng băng đột nhiên thu nhỏ lại, như là xiềng xích trực tiếp khóa cổ băng nguyên thánh hùng, không cho băng nguyên thánh hùng phát ra tiếng gầm gừ. Rất nhanh có thêm mấy cái vòng băng xuất hiện, khóa lại móng vuốt, hai chân cùng với miệng điều này làm cho mãnh thú viễn cổ nhìn qua như trong sở thú cho những đứa trẻ kia xem bảo đảm nó tuyệt đối sẽ không tạo thành uy hiếp lấy máu đi mục ninh tuyết nói với lệ văn bân lệ văn bân thấy băng nguyên thánh hùng bị chế phục nhìn sau lưng nó còn đang có lỗ máu chảy róc rách trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng máu của thánh hùng rất nhiều không bao lâu đầy vài bình lớn không chừng có thể lấp kín một suối nước nóng nhỏ máu tràn ngập sức mạnh cùng nóng bỏng không có mùi máu tanh dã thú kia chỉ là đến bây giờ lệ văn bân vẫn chưa hết kinh ngạc cùng phục hồi tinh thần lại ba người bọn họ theo sát mục ninh tuyết cuối cùng cơ hội xuất thủ còn không có thánh hùng nhìn qua không gì địch nổi bị mục ninh tuyết chế phục điều này làm cho lệ văn bân cùng lý đình sinh ra ảo giác quân chủ ở cực nam chi địa càng nhỏ yếu hơn so với bên ngoài thực tế không phải băng nguyên thánh hùng nhỏ yếu từ máu có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của viễn cổ thánh hùng đặt bất kỳ nơi nào trên lục địa đều là bá chủ thủ lĩnh trong đại bộ lạc thực lực mục ninh tuyết mạnh tới đáng sợ mấy ma pháp hủy diệt đáng sợ đều là một mạch liên tục không nhìn thấy quá trình thi pháp càng không có cứng ngắc dừng lại như phần lớn pháp sư hạ bút thành văn như vậy, rốt cuộc là tu luyện ma pháp băng hệ lên tới cảnh giới gì? lấy được máu thánh hùng, yến lan cùng nhân viên hậu cần khác xử lý một thoáng, sau đó coi như là sữa bò ấm uống vào thân thể. vương thạc suy đoán chính xác máu của sinh vật băng nguyên có thể chống băng sâm, sẽ hình thành một luồng nhiệt lượng đặc thù trong dạ dày lan tỏa toàn thân trên dưới. dựa vào nguồn sức mạnh này, sợ hãi bất an trong nội tâm của mọi người mới dần tiêu tan. vương giáo thụ, những huyết dịch này giống như chỉ có thể giảm bớt băng sâm, không thể tiêu tan triệt để băng độc này được hơn nữa càng đi vào sâu bên trong thì máu thú sẽ càng không có hiệu quả lệ văn bân nói nhỏ với vương thạc ta biết nhưng cũng đủ để chúng ta chống đỡ tới được trạm điểm cực nam rồi vương thạc trả lời máu thú không cách bào giải quyết được vấn đề hú chi trên tay còn nhiều máu thú nhưng như vậy dưới thiên hàn địa đống cũng rất dễ bị đông lại rất nhanh mọi người ý thức được chỉ có máu thú tươi mới thì mới có thể đem tới hiệu quả chống băng xâm điều này mang ý nghĩa bọn họ phải không ngừng tìm băng nguyên cự thú tiếp theo trên đường đi mục ninh tuyết lại giết một con cực địa khiếu lang vương cùng tuyết mãng ngàn năm máu của chúng nó kém xa băng nguyên thánh hùng đến ngày thứ ba toàn bộ thành viên cũng đã rơi vào trạng thái hết sức suy yếu bọn họ khó mà triển khi ma pháp để chạy như là một lũ ngốc đang tiến lên trong băng bảo phía trước tối tăm làm người ta phát lạnh liên tục có người tan vỡ như là trẻ em mà khóc không muốn bước về phía trước băng cướp đi pháp lực tự hào nhất của bọn họ không có ma pháp bọn họ cất bước còn không bằng thỏ trong rừng hú chi cực nam chi địa còn đáng sợ hơn rừng rậm ma quỷ gấp trăm lần chúng ta đều sẽ chết ở nơi này sao yến lan nói chuyện không chút khí lực yến lan tựa sát vào mục ninh tuyết mục ninh tuyết không nói gì Mục Ninh Tuyết không hiểu ý nghĩa chương mộ lần này, cũng không hiểu tại sao Hiệp hội Ma pháp Quốc gia nghiêng hợp cùng Hội đồng minh Hiệp hội Ma pháp Nam Châu lại đem một đám người hộ tống mình đi. Tiếp theo thì khó nói, nhưng hiện tại cô sẽ không chết, chúng ta đến rồi Mục Ninh Tuyết nói với Yến Lan, "Cô, cô đừng lừa tôi Yến Lan uể oải nói." Sự tích nhìn mơ đỡ khát tất cả mọi người đều đã nghe qua, chỉ cần ý chí mạnh mẽ mà nói thân thể sẽ kích thích ra nhiều tiềm năng, có thể kiên trì càng xa hơn. Nếu bản thân trong hoàn cảnh gian nan lựa chọn từ bỏ, đặc biệt là trong thiên hàn địa đống này, rất dễ an nghỉ, vĩnh viễn không tỉnh lại được nhưng dưới tàn phá như vậy không phải tất cả mọi ngui đều cắn răng vượt qua được như là từng thanh băng đao cắm vào cuồng phong từ lỗ thủng tràn vào đau tới mức làm người ta phát điên hàm răng khuôn mặt cổ đều không hề có chút cảm giác nào chứ đừng nói tới là tứ chi loại thấu xương dần vật này còn đang không ngừng tăng lên nơi này nhìn như ánh mặt trời tươi sáng một mảnh tuyết trắng thánh khiết sông băng trắng lệ vạn cổ trên thực tế không khác gì luyện ngục trần gian trong mấy ngày ngắn ngủi yến lan còn cảm giác dài rằng giặc hơn 3 năm mỗi khi yến lan nhắm mắt lại khi không cường ngạnh kiên trì sẽ cảm thấy thư thích đơn giản như thế mà ngủ tiếp đi, không còn hy vọng gì quá lớn, nhắm mắt sớm một chút càng chịu ít thống khổ. Cô không tò mò sao? Mục Ninh Tuyết phát hiện nói dối không có tác dụng, suy nghĩ một lúc rồi thay đổi cách nói. Tò mò cái gì cơ? Yến Lan có chút hứng thú, chỉ là thấy được Yến Lan bị dần vật đến khổ không thể tả. Về việc tôi không bị văng xâm ảnh hưởng, Mục Ninh Tuyết nói. Trong mắt Yến Lan hơi có ánh sáng lộng lẫy, nhìn Mục Ninh Tuyết lại nhớ trước đó Mục Ninh Tuyết nhường thanh hỏa trận pháp cho mình, lại nhìn tới trạng thái của Mục Ninh Tuyết xác thực mục ninh tuyết không có dáng vẻ gì bị băng xâm dằn vặt thậm chí máu thú kia đều là mục ninh tuyết đưa cho tất cả mọi người trước đó tôi có suy đoán nhưng không dám khẳng định cô thật sự không bị ảnh hưởng thật sao dù chỉ là một chút yến lan hỏi mục ninh tuyết nhân cơ hội yến lan bị lời nói của mình hấp dẫn nhanh chóng bước về phía trước tốc độ rất nhanh như có phong quỹ ở dưới chân ừm trước khi tới thì tôi cũng không biết băng xâm cực nam tri địa không ảnh hưởng gì tới tôi mục ninh tuyết vừa đi vừa nói là bởi vì trời sinh thiên phú sao cô may mắn thật đấy yến lan có chút hâm mộ nói Mục Ninh Tuyết lắc đầu, nói tiếp từ năm 12 tuổi thì trong người tôi đã có một cái băng ma quỷ, nó luôn xuất hiện vào ban đêm, dùng loại băng hàn thấu xương dần vặt tôi, tôi chưa từng có một giấc ngủ yên ổn. A, à, Yến Lan hơi kinh ngạc. Băng Sâm đang dần vặt tôi, đồng thời cũng đang rèn luyện tôi, vì thế mà tôi tới Đế Đô học phủ, những ma pháp sư gọi là thiên tài, cái gọi là cực kỳ khắc khổ nỗ lực. Dưới cái nhìn của tôi đều có chút buồn cười, bọn họ trả giá không bằng một phần 10 của tôi, Mục Ninh Tuyết nắm tay Yến Lan, cảm giác được tay Yến Lan đang từng chút có nhiệt độ. Yến Lan nghe xong lời này, không khỏi có chút xúc động. Từ năm 12 tuổi tới hiện tại, bọn họ ở trong băng sâm mới được bao nhiêu ngày mà đã tuyệt vọng muốn tự vẫn, Mục Ninh Tuyết những năm qua làm sao kiên trì được. Chúng ta từ hoàn cảnh thoải mái rơi vào hoàn cảnh ác liệt, luôn cảm giác được bi quan, tan vỡ, thậm chí là tuyệt vọng, nhưng kỳ thực chúng ta chỉ là đang tự giả vờ thương xót, năng lực thích ứng của mỗi người đều cường đại hơn xa những gì chúng ta nghĩ. Dù cho ác liệt một chút thì vẫn không đánh bại được chúng ta, đều là ý chí của chúng ta không đỡ nổi một đòn Mục Ninh Tuyết nói. Mục Ninh Tuyết nhớ mẹ đã từng nói những câu như vậy với mình. Trước tuổi 12, cuộc sống của Mục Ninh Tuyết như một tiểu công chúa, có vô số người sủng ái, có giàu sang, hoàn cảnh sinh sống an nhàn, chưa từng nếm vị đắng, mỗi ngày trôi qua đều là ngày mai mặc đồ như nào để được mọi người khen cùng ước ao. Nhưng sau khi kế thừa băng tinh sát cung, so với cuộc sống trước đó thì chính là luyện ngục, không thấy được một tia hy vọng, dường như là từ thành thị bước vào cực nam chi địa. Mục Ninh Tuyết biết rất rõ, băng sông cực nam chi địa không thể giết người không chết, phần lớn những người tử vong đều do lựa chọn từ bỏ, không chịu nổi dần vật như vậy tôi, tôi không có cách nào kiên trì nhiều năm giống cô như vậy, Yến Lan nói. Mục Ninh Tuyết căng thẳng trong lòng, có chút sợ sệt Yến Lan sẽ từ bỏ. Nhưng tôi có thể giống như cô, kiên trì thêm một ngày Yến Lan nói tiếp. Mục Ninh Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Bản thân mình không quá giỏi ăn nói, nếu là mặc phàm thì hẳn dăm ba câu đã làm người ta có hy vọng. Cũng may Yến Lan không hề từ bỏ, cũng không như những người khác lựa chọn nhắm mắt. Thế này là được rồi. Chỉ cần trong lòng không bỏ qua, kỳ thực kiên trì một tuần nữa cũng làm được có chút gian nan thống khổ, sống qua giai đoạn yếu ớt nhất, tiếp theo thích ứng thì sẽ không tuyệt vọng như vậy, bắt đầu tìm kiếm sinh cơ. Mục Ninh Tuyết nhìn phía sau, phát hiện nhân số đội ngũ càng ít, không phải ai cũng nghe được, cũng không phải ý chí của người nào cũng ngoan cường, bọn họ lựa chọn nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi trên sông bằng phẳng nặng nề. Nửa ngày sau gió đột nhiên yên tĩnh, không có gió, ít đi cảm giác roi ra quất vào người. Một tòa tiểu thành bảo do đất sét băng xê lên xuất hiện trong tầm mắt, phía trên có một lá cờ ma pháp, trên đó có biểu tượng hiệp hội ma pháp Nam Châu chúng ta đến rồi mục ninh tuyết là người đầu tiên nhìn thấy cô không cần lừa tôi tôi còn có thể kiên trì yên tâm yến lan miễn cưỡng nở nụ cười sau đó nhìn về phía trước rất nhanh nụ cười này của yến lan đọng lại sau đó dần trở nên kích động mừng rỡ mừng rỡ kích động mà òa khóc thật sự đến rồi bọn họ vượt qua cực nam chi địa ác liệt đến trạm điểm cực nam những cường giả hội đồng minh nam châu đều tụ tập ở nơi đó thương thảo kế hoạch thảo phạt cực nam đế vương mọi người bước nhanh từ đây thấy được tiềm năng của con người lớn bao nhiêu các thành viên bị băng xâm lập tức như được sống lại lần nữa chạy về phía cực nam bảo kia rất nhanh có mấy người đi tới trước mặt bọn họ hỏi thân phận của mọi người rồi để bọn họ leo lên tọa kỵ đưa vào trong cực nam bảo trong cực nam bảo có một kết giới ma pháp mạnh mẽ có thể trung hòa phần lớn băng sâm tuy vẫn cảm nhận được lạnh giá nhưng thoải mái hơn bên ngoài nhiều đồ ăn nước nóng lửa ấm đội ngũ thiên tân vạn khổ rốt cuộc đã tới được chỗ cần đến cô là mục ninh tuyết một cô gái mặc thánh tài chiến y đi tới ánh mắt kiêu ngạo đánh giá mục ninh tuyết thánh tài giả này có một mái tóc dài màu vàng nâu chia thành nhiều chùm thẳng tắp xõa tới ngực, đuôi tóc dài tới chỗ eo. Dáng người cao thẳng, sống mũi cao, môi đỏ liệt diễm, đôi mắt màu xanh lam nhạt, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý cùng tuyệt diễm. U múc ninh Tuyết đáp lại một câu, "Ui, thẩm mỹ phương Đông mấy người có chút kỳ quái, nếu cô ở châu Âu thì cũng chỉ được coi là trung bình. Mọi người vẫn thích ngũ quan lập thể như tôi này nữ thánh tài nở nụ cười, không chút kiêng dè bàn luận về dáng người. Hội đồng minh gọi tôi đến để thi sắc đẹp hay sao?" Mục Ninh Tuyết cảm thấy mấy phần buồn cười. Bọn họ đang thương nghị chút chuyện trọng yếu, cô tạm thời không thể đi vào michael để tôi theo sát cô trong mấy ngày tới cô có thể gọi tôi là ev nữ thánh tài giả ev nói ev còn đang kiêu ngạo đánh giá ánh mắt rất làm càn vô lễ thậm chí khi nhìn vào vài chỗ còn phát ra tiếng cười khẽ từ lỗ mũi mục ninh tuyết cảm thấy đầu óc cô gái này có chút vấn đề lười ở cùng đi xem tình hình của yến lan cùng những đội viên khác như nữ thánh tài giả ev không cho mục ninh tuyết rời đi nói với mục ninh tuyết chúng ta ở chỗ này chờ tránh để bọn họ chịu kiến quá lâu cô biết đấy tụ tập trong cực nam bảo này chính là những người mạnh nhất trong hội đồng minh nam châu bọn họ mang thân phận hiển hách bất luận đưa ra quyết định nào cũng đều sẽ ảnh hưởng tới thế giới xoay vòng vì thế chúng ta cố đừng để bọn họ phải lỡ một giây nào trước mặt là cửa đá lớn dày nặng tiếng vang bên trong đều không lọt ra ngoài ngay khi ev tiếp tục nói những lời chua sót cánh cửa chậm rãi xuất hiện một vết nứt sau đó chậm rãi mở ra có hai nam thánh tài mặc chiến y chậm rãi mở cửa cửa lớn không mở hoàn toàn chỉ có khe hở đủ hai người song song đi qua một người trong số đó nhìn mục ninh tuyết cùng ev hỏi vị nào là mục ninh tuyết mục ninh tuyết đi về phía trước ev cũng theo sát nửa bước chứng minh đâu Thánh tài giả khâu cho hai người bước vào, phát ra một nghi vấn quái lạ. Cô ấy là Mục Ninh Tuyết, do vi nhiễm của hội cấm chú Trung Quốc hộ tống tới đây. Evi nói. Vậy người hộ tống đâu? Thánh tài giả kia nói. Đang nghỉ ngơi trong trận pháp, cần gọi tới đây luôn sao? Evi hỏi. Đó là điều đương nhiên. Mục Ninh Tuyết không hiểu rõ hành vi của thánh tài giả này, phải cẩn thận đến mức như thế sao? Chẳng lẽ có người giả mạo mình đi nửa bán cầu để tới cấm địa nhân loại này? Không bao lâu thì vi nhiễm bị gọi tới. Trạng thái tinh thần vi nhiễm rất kém, toàn thân nhìn qua không khác gương thi bao lâu nhưng khi biết hội đồng minh triệu tập thì ép bản thân tỉnh lại tôi là vi nghiễm phụng mệnh băng đế tới đây vi nghiễm đối mặt thắng tài giả thái độ nho nhã lịch sự băng đế mục ninh tuyết nghe được danh xưng này trong lòng kích động mạc phàm từng nói với mình kế hoạch cấm chú liên quan ở đảo tần hoàng kia băng đế mục nhung bị cực nam đế vương điều khiển hóa thành con rối đế vương giám thị toàn bộ thế giới không phải hoa quân thủ đã tách mục nhung ra khỏi điều khiển của cực nam đế vương rồi sao tại sao người này lại xuất hiện ở đây mục ninh tuyết nghi hoặc đầu tiên là mục nhung hẳn là trong đám cường giả bước vào cực nam đế vương càng là người duy nhất sống sót trong đám cường giả. Một pháp sư cấm chú nếu trở thành con rối yêu ma, không thể nghi ngờ gì nữa rằng đó sẽ tạo thành uy hiếp to lớn đối với thế giới loài người. Nếu Mục Nhung bị Hoa Quân Thủ nhìn thấu, hẳn là bị trông coi gắt gao mới đúng, dù sao có ai đảm bảo được rằng dù nhìn qua bình thường còn bị Cực Nam Đế Vương điều khiển hay không? Chẳng lẽ Hội đồng Minh Nam Châu biết tin tức này, lợi dụng Mục Nhung từng biến thành con rối để tìm Cực Nam Đế Vương? Như vậy thì có thể giải thích được. Nhưng tại sao Băng Đế Mục Nhung lại để Vi Nghiễm chương mộ mình vào cuộc tranh đấu này? Mục Nhung mang họ Mục, là một nhân vật được tôn sùng như truyền kỳ trong mục thị thế tộc chỉ là do làm pháp sư cấm chú bang đế mục nhung cũng không can thiệp tới bất kỳ chuyện gì trong thế tộc thậm chí là thoát khỏi mục thị trong mục thị có một lão tổ tông khác trưởng quản toàn bộ mục thị khi mục Ninh tuyết ở núi mục bàng có nghe mấy người nói mặc dù mục nhung xuất thân từ mục thị nhưng tựa hồ không hòa thuận với lão tổ tông mục thị lão tổ tông mục thị tọa trấn đế đô nắm giữ địa vị cực cao ở đế đô có người nói lão không thể hiện ra thực lực cấm chú là một cường giả tối đỉnh không đăng ký vào hội cầm chú nếu không bại lộ nếu không hiện thân trước thế tục vậy không cần tuân theo theo công ước của hiệp hội ma pháp lúc đến cực nam chi địa mục ninh tuyết đã từng nghĩ qua hội đồng minh nam châu đột nhiên chiêu mộ mình khả năng rất lớn là bởi vì trong cường giả quốc tế có đại nhân vật mục thị có nghe qua một ít đặc thù thiên phú năng lực băng hệ của mình cho nên mới chiêu mộ tới cực nam chi địa vốn tưởng rằng là lão tổ tông mục thị nhưng không nghĩ tới là băng đế mục nhung lão tổ tông là một loại xưng hô đặc thù của các đệ tử mục thị đối với ông ta đương nhiên không phải lão quái vật sống mấy trăm năm chỉ tiếc là thông tin liên quan về hai pháp sư cấm chú mục thị là lão tổ tông cùng băng đến này phần lớn người tộc hội mục thị không hiểu nhiều chứ đừng nói tới loại người bị mục thị trục xuất như mục ninh tuyết tiến vào cửa đá lớn quả nhiên ev một tấc cũng không rời thái độ làm người ta buồn nôn khi bước vào cửa cũng đã biến mất dáng vẻ nghiễm nhiên hiện ra đoan trang nghiêm túc chính trúc vi nhiễm cũng đang cúi thấp đầu đi vào cứ việc tất cả khuôn mặt ở trong này đều xa lạ với mục ninh tuyết nhưng từ thái độ của vi nhiễm cùng ev biến hóa kịch liệt mục ninh tuyết cũng không tên cảm thấy vài phần áp lực trong cánh cửa đá lớn chính là một thính điên rộng rãi đơn sơn không có chút khí tức trắng lệ nào nhưng mỗi người đều tỏa ra khí thế đây cũng không phải bọn họ nhằm vào mục ninh tuyết ev mà biểu hiện ra mà trong hoàn cảnh cực nam chi địa ác liệt này dù bọn họ là người mạnh nhất thế giới vẫn không thư giãn được dưới tình trạng căng thẳng vô hình trung hiển lộ ra khí thế băng đế chư vị tiền bối cô a hát là mục ninh tuyết vi nhiễm đã an toàn mang tới không làm nhục sứ mệnh vi nhiễm hành lễ hết sức trầm tiếng tựa hồ không muốn cho người ta biết mình đang suy yếu ngươi làm rất khá trên đường vất vả rồi băng đế mục nhung nói âm thanh vang vọng trong điện sảnh đóng kín chống trải này vi nhiễm miễn cưỡng nặn ra nụ cười mục ninh tuyết còn tưởng vi nhiễm sẽ nhắc tới những thành viên hy sinh trên đường đáng tiếc là ngay cả một người cũng không nhắc tới nhớ dáng vẻ của những người tử vong bị băng tuyết trôn vùi bị người quên đi hai cốt vĩnh viễn không cách nào rời khỏi ma địa bị nguyền rủa đại khái trong mắt của một ít cấm chú rất nhiều sinh mệnh chỉ như công cụ phục vụ cho cái ghế cao của bọn họ chỉ cần hoàn thành sứ mệnh thì tính mạng của bọn họ mới có giá trị nhưng không đáng được nhắc tới ngươi có thể ngồi bên cạnh băng đế mục nhung nói với vi nghiễm ghế tuy đơn giản nhưng mỗi vị trí đều đặc biệt trong này cũng không bố trí ghế cho những người khác vi nghiễm đi tới bên cạnh sau khi phát hiện thì lúng túng đứng ở góc còn không bằng những thánh tài giả mặc chiến y phần thấp kém này của vi nghiễm đều bày ra trước mặt mục ninh tuyết trong nháy mắt mục ninh tuyết còn tưởng linh hồn vi nghiễm bị cực hàn đại địa cướp đoạt nhưng thực tế dáng vẻ của vi nghiễm trước hiệp hội ma pháp nam châu chính là như thế không liên quan tới trạng thái tinh thần cô nắm giữ thể chất đặc thù trời sinh linh chủng có đúng không hả mục ninh tuyết băng đế mục nhung hỏi mục ninh tuyết nhìn mục nhung có chút già nua gật đầu mục nhung cũng không phải người chủ trì giả như nơi này chỗ ngồi được sắp xếp theo địa vị cùng thực lực mà nói thì mục nhung thuộc về hạng bét có hai hàng ghế dọc theo hai bên tường bán huyền những chỗ cao khách quý trong nhà hát opera từ chỗ đá lớn kéo dài tới bên trong tường băng đá cũng chính đối diện với mục ninh tuyết có ba chiếc ghế cao người ngồi giữa mục ninh tuyết từng thấy hơn nữa còn để lại ấn tượng rất sâu đại thiên sứ thánh thành michael người khiến cho tần vũ nhi cùng chẳng không rời khỏi thế giới này mặt lạnh vô tình uy nghiêm như thần người chủ trì lần này chính là Michael. Hai ghế bên cạnh chính là pháp sư cấm chú tới từ hiệp hội ma pháp Nam Châu, thành viên của hội đồng minh Nam Châu. Bang đế Mục Nhung ngồi bên trái cách xa chỗ ngồi đại thiên sứ thánh thành Michael. Từ vị trí ghế có thể đoán được địa vị của ông ta ở trong các cường giả trên thế giới. Hay là nếu không phải Mục Nhung là người duy nhất sống sót trong kế hoạch thăm dò cực nam chi địa trước đây, thì quyền lên tiếng cũng sẽ không cao. Lần này bọn ta cần cô vì hội đồng minh làm một chuyện, chuyện này quan hệ tới. Mục Nhung đang muốn nói tường tận với Mục Ninh Tuyết, lúc này một phụ nhân mặc xiêm y hào hoa phú quý đang ngồi trên ghế tam đại chủ trì cắt ngang lời của mục nhung không liếc nhìn mục ninh tuyết nói với mục nhung ông chỉ cần nói cho cô ta làm thế nào không cần phải nói vì sao làm như vậy phụ nhân này khoác một cái áo bào xanh biếc hào hoa phú quý thân cao gầy xương chán nhô ra nhưng quý nhân hoàng thất trong tranh sơn dầu dù cho xuất thân hiền hách cơm áo không cần lo tới toàn thể lại biểu hiện ra dáng vẻ cực kỳ soi mói với đồ ăn bang đế mục nhung gật đầu không có ý phản đối nào trước ý kiến của phụ nhân áo bào xanh biếc mục ninh tuyết cô cũng biết lần chiêu mộ này đến từ hội đồng minh nam châu liên quan tới rất nhiều chuyện an nguy trên thế giới không thể tùy ý tiết lộ nhưng cô chỉ cần biết những chuyện cô làm đều vì hội đồng minh bọn ta vì toàn bộ thế giới như vậy là đủ rồi băng đế mục nhung nói mục ninh tuyết chưa trả lời thực tế cũng lười nghe những lời thừa thãi này chắc chắn là thể chất trời sinh linh trùng sao vị phụ nhân áo bào xanh biết kia hỏi chắc chắn quý phu nhân nhìn cô ta ở băng hàn chi Điện, chịu ảnh hưởng của băng sâm rất thấp mục nhung cười nói tốt lắm Michael tiếp tục ở đây thương thảo với các vị pháp sư, tôi mang Mục Ninh Tuyết đi băng dung động phụ nhân áo xanh biết nói. Đại thiên sứ Michael gật đầu. Chờ sau khi Mục Ninh Tuyết rời đi, bên trong điện thính có người nói ra nghi vấn. Đó là một pháp sư cấm chú tới từ Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, nói với Michael xin hỏi đại thiên sứ trưởng, dùng cách này lấy đi thiên phú của một người, vậy cô gái kia sẽ tạo thành hậu quả như nào? Nghị trưởng Châu Á, ông hẳn phải biết hiện tại chúng ta đang đối mặt với cái gì, chúng ta cần sức mạnh của phu nhân Lạc Âu chỉ có cô ấy mới có thể làm chúng ta bình an vượt qua tuyết băng trường hà mai cơn thản nhiên nói nhưng trung quy chúng ta phải trưng cầu ý kiến của cô gái kia không phải thế sao tân Nghị trưởng châu á kia nói phu nhân lạc âu đã mang cô gái kia tới băng rung động tự nhiên là sẽ trưng cầu ý kiến không phải sao chúng ta không cần phải lãng phí thời gian vào chuyện này mai cơn nói Băng rung động là một băng quật cách cực nam bảo khoảng 30 cây số mục ninh tuyết không hiểu những người này đưa mình tới đây để làm gì trước sau vẫn đang quan sát đến đây có băng đế mục nhung vi nhiễm evi phu nhân lạc âu địa vị của phu nhân lạc âu đặc thù tựa hồ là nhân vật then chốt trong kế hoạch thảo phạt lần này của hội đồng minh nam châu hơn nữa khí tức tản mát ra có thể cảm nhận được phu nhân lạc âu cũng là pháp sư băng hệ tiến vào băng rung động trong động như là một thế giới mới sâu thẳm dài dòng phủ kín cực hàn kết tinh tỏa ra hào quang lập loài khắp nơi băng toàn tô điểm như là một xào huyệt cự long thích trưng diện ít nhất cũng phải cho tôi biết chút gì đó chứ rốt cuộc mục ninh tuyết hỏi đã đến nơi này rồi thì có thể chậm rãi nói rõ cho cô nghe bọn ta cần thiên phú của cô cũng chính là thể chất linh trùng băng hệ đặc thù của cô mục nhung nói phu nhân lạc âu đi phía trước không nói lời nào nếu như ông vẫn chỉ nói những thứ này cho tôi nghe vậy tôi nghĩ tôi thể trở về được rồi mục ninh tuyết hơi không kiên nhẫn nói đừng nóng vội sự tình kỳ thực rất đơn giản cô xuất thân từ mục thị thực tế mục thị có một vị kỳ tài đã từng nghiên cứu qua các loại năng lực kỳ lạ trong đó có một loại chính là chiết thiên phú lên thân thể người khác phu nhân lạc âu chính là then chốt trong kế hoạch thảo phạt cực nam lần này của chúng ta nhưng thể chất của phu nhân một khi bị băng xâm ảnh hưởng thì không cách nào triển khai thần phú vì thế bọn ta mượn tạm thiên phú của cô đưa cho phu nhân lạc âu mục nhung nói vi nghiễm cùng ev đi phía sau nghe được những lời này của mục nhung không khỏi có chút sửng sốt thiên phú cũng có thể mượn tạm ông coi tôi là đứa trẻ lên ba hay gì mục ninh tuyết lạnh lùng nói mục nhung lạnh lùng biểu hiện nghiêm túc phu nhân lạc âu cũng dừng bước nhưng không quay đầu lại hiển nhiên giao cho mục nhung toàn quyền xử lý việc này lời này của cô là có ý gì chẳng lẽ ta lừa cô sao ta chính là băng pháp cấm chú mục thị thành viên hiệp hội cấm chú quốc tế càng là thành viên cốt lõi của hội đồng minh ngưỡng khí mục nhung nặng thêm mấy phần đó là cướp đoạt chứ không phải mượn tạm mục ninh tuyết lười nghe những lời nói dối kêu a mục nhung mục phi loan mục ẩn phượng mục ninh tuyết không thể quen hơn được nữa nhưng thiên phú của bọn họ xuất hiện trên người mục phương chu mục nhung nhắc tới loại chiếc thiên phú này mục ninh tuyết lập tức nghĩ tới tà thuật của mục phương chu hóa ra bọn họ là cá mẻ một lứa nếu cô đã biết chuyện cướp đoạt thiên phú thì càng đơn giản phối hợp với phu nhân lạc âu sau khi lấy được trời sinh linh thể tất cả công hiến cho nhân loại đều sẽ có một phần thuộc về mục ninh tuyết cô yên tâm, hội đồng minh sẽ không gạch bỏ phần công lao này của cô Mục Nhung lộ ra nụ cười cổ quái. Nhìn nụ cười của Mục Nhung, còn có dáng vẻ cao cao tại thượng của phu nhân Lạc Âu, không thấy chút nào vinh quang, ngược lại còn buồn nôn cực điểm. Hội đồng minh năm châu chiêu mộ, tôi đã đến nếu không còn chuyện nào khác thì tôi nghĩ mình rời đi được rồi, Mục Ninh Tuyết xoay người, không nói thay ô với Mục Nhung. Khi đến Mục Ninh Tuyết đã có cảm giác là lạ, quả nhiên. Đi ra ngoài băng rung động, Mục Ninh Tuyết lạnh lùng nhìn lướt qua Vi Nghiễm, trong con mắt tràn đầy chán ghét. Nhất định là Vi Nghiễm biết tất cả, mặc dù hội đồng minh muốn chiêu mộ một ma pháp sư thì cần tiến hành nói chuyện với hội cấm chú trung quốc chờ hội cấm chú trung quốc thương thảo sau đó mới đồng ý vi nhiễm là thành viên hội cấm chú trung quốc nhưng giấu đi sự thật đưa mình tới miệng hổ cướp đoạt thiên phú cô không thể đi cô căn bản không tuân thủ công ước ma pháp hiệp hội ma pháp tiêu hao tài nguyên để bồi dưỡng ma pháp sư như cô bây giờ hiệp hội ma pháp cần cô hy sinh một chút vậy cô có lý do gì để từ chối mục nhung chất vấn trong công ước ma pháp có ghi tất cả pháp sư dưới cấm chú đều tự do gặp tình huống đặc biệt cần chiêu mộ tôi đến rồi cũng đã đáp ứng chiêu mộ còn tiếp theo làm như nào thì các người không có tư cách cưỡng bức mục ninh tuyết hiểu rõ công ước ma pháp cô đến hay không đến có đáp ứng chiêu mộ hay không đều do bọn ta quyết định bây giờ cô rời đi nhất định sẽ bị hiệp hội ma pháp xóa tên từ nay về sau dùng bất kỳ ma pháp nào đều sẽ được coi là uy hiếp ngữ khí mục nhung càng mạnh thêm mục ninh tuyết tiếp tục đi ra ngoài đại khái sau khi bị cực nam đế vương điều khiển đầu óc đã xảy ra vấn đề để những câu nói của mục nhung càng thêm buồn cười cực điểm mục nhung có chút chân lý rằng không phải tất cả ai cũng hiểu có quá nhiều người chỉ coi trọng lợi ích cá nhân mà quên đi cảnh tượng trước mặt của toàn thể nhân loại lucifer đã từng đầu độc thế nhân để thế nhân trở nên vô tri ích kỷ ngu muội thần ra lệnh cho những thiên sứ đến thế gian dùng thủ đoạn đơn giản khơi mào chiến tranh nhân loại để bọn họ tự giết lẫn nhau để mọi người nhanh chóng hiểu được chân lý hòa bình tự do để bọn họ lần nữa thờ phụng thần linh tôn kính thiên sứ phu nhân lạc âu xoay người lại ánh mắt lộ ra vài phần lạnh lùng tôi hiểu chỉ là quốc gia chúng ta quen thuộc một quy trình nên nói thì tôi cũng đã nói nên khuyên cũng đã khuyên cô ta ngu xuẩn mất khôn tự nhiên không trách được chúng ta dùng thủ đoạn cưỡng chế mục nhung cung kính trả lời phu nhân lạc âu nói xong câu đó thì ra lệnh cho vi nhiễm cùng evi gần cửa băng rung động bắt lấy cô ta vi nhiễm đứng trước mặt mục ninh tuyết biển hiện kiên nghị mục ninh tuyết cô hãy chủ động phối hợp tôi có hiểu qua pháp môn chiết thiên phú cho nên sẽ không đả thương tính mạng của cô hội đồng minh cũng không còn cách nào bọn họ nhất định phải dựa vào phu nhân lạc âu để vượt qua băng tuyết trường hà thời gian của hội đồng minh không còn nhiều một khi cực dạ tới thì cực nam đế vương sẽ trở nên càng cường đại vào niên đại tiếp theo, vào lúc đó thì ai cũng không ngăn được vi nghiễm nói những thứ này ai nói cho anh? mục ninh tuyết hỏi ngược, đương nhiên là mục nhung các hạ vi nghiễm nói. thế anh có biết ông ta từng là con rối của cực nam đế vương, trong lúc bị điều khiển thì ông ta đã thu thập tình báo cường giả toàn thế giới cho cực nam đế vương biết hay không? mục ninh tuyết nói. vi nghiễm ngẩn người nhìn mục nhung, chuyện này vi nghiễm chưa từng nghe qua. phảng phất như mục nhung bị chạm tới vảy ngược, toàn thân đều thay đổi, khuôn mặt nhẹ nhàng co giật, cả giận nói hoàn toàn là nói bậy mục ninh tuyết cô biết tội danh nói xấu pháp sư cấm chú hội đồng minh là gì không anh làm chó cho mục nhung hy vọng có một ghế ngồi trong hội đồng minh hiệp hội ma pháp nam châu nhưng không biết mục nhung bị hội đồng minh coi là một cái gân gà ăn thì không ngon nhưng bỏ lại tiếc anh lấy lòng mục nhung hội đồng minh sẽ coi anh là nguy hiểm mục ninh tuyết cảm thấy buồn cười trước hành vi của vi nghiễm vi nghiễm ngây dại ánh mắt nhìn mục nhung qua một lúc lâu mới hỏi mục nhung các hạ những lời cô ấy vừa nói có phải thật không mục nhung nổi giận lôi đình không nghĩ tới mục ninh tuyết lại biết chuyện này trên thực tế kế hoạch kia của hoa triển hồng cực kỳ bí ẩn ngoại trừ đám mặc phàm chen chân vào giữa những người khác hoàn toàn không biết mục nhung khôi phục bình thường lập tức tìm lão bằng hữu ở hội đồng minh nam châu trợ giúp thỉnh cầu cứu giúp khỏi từ tay quân đội trung quốc hoa triển hồng cũng biết mục nhung thoát khỏi khống chế của cực nam đế vương hội đồng minh nam châu lại tạo áp lực đòi người đồng thời biểu thị ra kế hoạch thảo phạt cực nam đế vương hoa triển hồng mới đưa mục nhung cho hội đồng minh nam châu xử lý hiện tại mục nhung chính là một tội nhân khắp nơi đều phòng bị thậm chí mỗi ngày đều trải qua pháp sư tâm linh hệ gô sửa tâm trí bảo đảm hạt giống không chết mà cực nam đế vương gieo xuống sẽ không tái sinh nảy mầm vi nhiễm hoàn toàn không biết những chuyện này cho rằng mục nhung vẫn có tuổi đời trong hội đồng mình có thể để mình đi vào hội đồng mình vì thế lần chiêu mộ này vi nhiễm xác thực giấu một vài chuyện không thông báo chuyện cướp đoạt thiên phú cho hội cấm chú biết hành vi của vi nhiễm không khác gì mạo hiểm dù sao nếu hội cấm chú biết chuyện cướp đoạt thiên phú sẽ nhất định nghiêm trị hắn nhưng nếu leo lên được cành cao hội đồng minh nam châu thì việc này cũng không còn quan trọng ngươi đồng ý tin cô ta hay tin ta vi nhiễm đừng quên rằng ngươi có được ngày hôm nay biểu hiện của mục nhung tương đối quái lạ mặc dù là lão pháp sư một khi đề cập tới chuyện con rối tâm tình thì không khống chế được tinh thần vi nhiễm, anh trở thành cấm chú là do hoa quân thủ cho anh một đại địa chi nhị thuộc tính hỏa anh có biết đại địa chi nhị này hỏa hệ từ đâu mà có không ngữ khí của mục ninh tuyết rất kiên định trong mắt vi nhiễm lần hai lóe lên nghi hoặc tại sao mục ninh tuyết biết được cấm chú của mình bắt nguồn từ đại địa chi nhị triệu kinh làm trái với công ước công nhiên triệu tập tư quân tấn công Phàm tuyết sơn hắn cho chúng tôi tội danh chiếm đoạt báu vật làm của riêng chính là địa hỏa chi nhị tới từ thành phố Lan Dương, Phạm Tuyết Sơn chúng tôi đã phải trả giá bằng cả mạng sống để bảo vệ địa hỏa chi nhị này. Nếu không quốc gia chúng ta đã sinh ra cấm chú tên Triệu Kinh chứ không phải là vi nhiễm ngữ khí Mục Ninh Tuyết nặng thêm. Mỗi một câu nói của Mục Ninh Tuyết đối với vi nhiễm là một đòn nặng nề để vi nhiễm có chút suy yếu lại càng không thở nổi. Thành phố Lan Dương, địa hỏa chi nhị, Triệu Kinh. Chỉ cần những chữ này đã đủ để chứng minh Mục Ninh Tuyết tương đối hiểu rõ lai lịch của đại địa chi nhị này, Triệu Kinh. Người này vi nhiễm không thể quen thuộc hơn được nữa đã có một quãng thời gian dài vi nghiễm bị triệu kinh như mặt trời ban chưa đạp dưới chân nhưng từ sau khi triệu kinh đột nhiên mất tích vi nghiễm cảm giác bản thân bắt đầu phóng tới mây xanh đầu tiên là được hội cấm chú tán thành được chìa khóa lên cấm chú đại địa chi nhụy sau khi lên cấm chú còn được thần phú không gì sánh kịp lập tức bộc lộ tài năng trở thành ngôi sao chói mắt trong nước thậm chí hội đồng minh nam châu cũng quan tâm tới đương nhiên vi nghiễm biết hội đồng minh nam châu yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc nếu không có người như mục nhung tiến cử thì vi nghiễm rất khó có cơ hội lấy tên tuổi tư lịch công lao tiến vào hội đồng minh nam châu vì thế kế hoạch thảo phạt đế vương then chốt vi nghiễm cũng cực lực hoàn thành mọi yêu cầu của hội đồng minh bao gồm cả dấu đi tin tức trong việc chiêu mộ mục ninh tuyết chỉ là vi nghiễm vạn phần không nghĩ tới là mình có thể trở thành cấm chú là vì phàm tuyết sơn đại địa chi nhị hỏa hệ đây là một cái thần vật không có khả năng phục chế trên thực tế khi thần vật này tới tay vi nghiễm cũng không biết lai lịch của nó nhưng mục ninh tuyết lại biết rõ thậm chí còn nói ra nhiều chi tiết nhỏ của địa hỏa chi nhị điều này làm mục ninh tuyết không thể tin dù sao thần vật như địa hỏa chi nhị không phải là thứ mà người không liên quan tiếp xúc được một khi cướp đoạt trời sinh thiên phú thì ngay cả tính mạng cũng không giữ được ông ta vẫn luôn lừa anh thậm chí là lừa gạt luôn cả hội đồng minh mục ninh tuyết chỉ thẳng vào băng đế mục nhung mục ninh tuyết tin rằng hội đồng minh tuyệt đối không cho phép tà thuật cướp đoạt mạng sống của người khác lên người mình giả như hội đồng minh cho phép vậy hội đồng minh không đáng để bất luận ma pháp sư nào cống hiến vi nghiễm nhìn mục nhung không biết từ khi nào mục nhung sắc mặt xanh đen đi tới chỗ mục ninh tuyết vi nghiễm tự hồ ý thức được mục nhung muốn làm gì lập đứng giữa mục ninh tuyết cùng mục nhung Vi nghiễm không phải là người không có lương tri, giả như mình trở thành cấm chú là do những người ở Phàm Tuyết Sơn liều mạng bảo vệ. Vi nghiễm tuyệt đối không để cho Mục Ninh Tuyết chết ở chỗ này vì chết Thiên Phú. Chết Thiên Phú, Mục Ninh Tuyết sẽ chết sao? Vi nghiễm nhìn chằm chằm Mục Nhung, chất vấn. Đúng vậy thì sao? Mà không đúng thì làm sao? Đừng quên chúng ta đang làm việc cho ai? Một hồi chiến dịch vĩ đại làm sao mà không có sự hy sinh? Hội đồng minh Nam Châu chúng ta còn có đoàn đội của ngươi, có người nào là không ở trong cực Nam Chi Địa, dễ dụ cửu tử nhất sinh trong cực Nam Chi Địa này? Đến để làm cái gì? mỗi người đều chuẩn bị tâm lý hy sinh bất cứ lúc nào mục ninh tuyết thì lại không đếm xỉa tới mục nhung phẫn nộ đáp lại mục nhung làm sao cũng không nghĩ tới vi nhiễm kia bị cô gái kia nói dăm ba câu đã làm phản rồi mọi chuyện đã rõ tôi sẽ báo cáo rõ ràng chuyện này cho hội đồng minh vi nhiễm nói ngươi dám mục nhung giận tím mặt hét ra một tiếng này làm cho toàn bộ băng rung động rung lên mấy người đang diễn kịch sao vi nhiễm ngươi giống như một tiểu cô nương không hiểu thế sự tưởng thành viên hội đồng minh nam châu đều giống như ngươi sao loại ma pháp cướp đoạt này đã có những lão pháp sư trải qua một chút đều biết rõ đó là nhất định sẽ lấy mạng người thời khắc phát ra lệnh chiêu mộ thì hội đồng minh đã chấp nhận ma pháp này tương đương với việc phán tử hình với mục ninh tuyết những chuyện ngươi làm không có chút ý nghĩa nào cả phu nhân lạc âu đi tới ngữ khí mang theo chút châm chọc vi nhiễm cũng nở nụ cười lạnh cảm thấy khinh thường trước lời nói của phu nhân lạc âu nói xa thực hội đồng minh nam châu không phải thánh khiết tuyệt đối giả như dưới tình huống có thành viên biết rõ sẽ lấy đi tính mạng người tiến hành bỏ phiếu nặc danh thì liệu có chấp hành ma pháp chiết thiên phú này hay không tôi nghĩ phần lớn người sẽ chấp hành nhưng nếu đem chuyện này bàn luận công khai lấy thân phận của bản thân làm quyết định vì lý niệm của mình vì tín ngưỡng của mình vì lời thề của mình bọn họ chắc chắn sẽ không cho phép tà thuật như vậy xảy ra trên người một cô gái vô tội đạo lý rất đơn giản tất cả mọi thành viên hội đồng minh nam châu có thể đoán được thuật chiết thiên phú này sẽ cướp đoạt tính mạng của một người nhưng tính mạng đó không phải bất kỳ người nào trong số họ là do mục nhung gây ra không liên quan gì tới bọn họ vì có thể thuận lợi vượt qua băng tuyết trường hà vì có thể hoàn thành kế hoạch trọng yếu này bọn họ có thể không truy cứu sâu về ma pháp này nếu như mục ninh tuyết vì tà thuật này mà chết đi đó là vấn đề của mục nhung là ông ta giấu hội đồng minh là do ông ta không chờ thủ đoạn nào đại hoan hỉ qua đi có người nhắc tới chuyện này bọn họ cũng sẽ trừng phạt mục nhung về phần mục nhung ông ta đã là một tội nhân giả như không cống hiến cho kế hoạch thảo phạt lần này rất có khả năng sẽ bị vứt vào bệnh viện tâm thần nào đó tay của mỗi người trong hội đồng minh đều rất sạch một số việc không thể không dính máu mục nhung hiện tại rất thích hợp làm việc này cho hội đồng minh hội đồng minh đều ngầm đồng ý bề ngoài thì ai cũng sẽ lên án mạnh mẽ băng đế mục nhung vi nhiễm nếu như chúng ta không đi qua được băng tuyết trường hà tương lai lạnh giá của toàn nhân loại tử vong quá trăm triệu vậy thì đó là tội nghiệp ngày hôm nay của ngươi mục nhung gào thét vi nhiễm dừng bước nhưng vẫn thấy được là muốn đi vạch trần chuyện này nếu trời sinh thiên phú của tôi là then chốt để vượt qua băng tuyết trường hà mang tôi tới chỗ đó thì sẽ có cách giải quyết tôi không biết tại sao lại phải hiến tế cho vu bà này mục ninh tuyết hỏi vu bà phu nhân lạc âu nghe tới câu đó khóe miệng đều hơi co giật Mục Ninh Tuyết có chút kỳ quái tại sao mình lại dùng từ này, nhưng nghĩ cẩn thận hẳn là ở cùng Mạc Phàm quá lâu, lời nói ác độc sẽ truyền nhiễm. Bất quá phu nhân Lạc Âu này xác thực không hề khác gì vu bà, giết một người, sau đó lấy thiên phú của người đó cấy ghép vào trong người của mình, tà thuật như vậy không khác gì hắc xúc yêu của Hắc giáo đình. Cái này cô không cần biết phu nhân Lạc Âu vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Nếu như bà cần trời sinh thiên phú của tôi để phục vụ cho toàn bộ thế giới, mà tôi lại phảng dâng lên tính mạng, vậy phần cảm kích tối thiểu cũng không có sao, Mục Ninh Tuyết lại hỏi. Mục Ninh Tuyết, thánh tài giả chúng tôi đều có cơ hội như vậy ngay cả lông mày sẽ không nhíu lấy một cái hy sinh là một loại vinh quang mà cô lại nhiều lần nghi vấn như vậy coi rẻ hội đồng minh đơn giản là ích kỷ cùng sợ chết quốc gia của cô cũng đang đối mặt với lạnh giá mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn người chết đi vì lạnh lẽ nào cô không cảm thấy gì sao ev đứng dậy nói với mục ninh tuyết ev ngươi nói khá lắm hy sinh là một loại vinh quang phu nhân lạc âu gật đầu với nữ thánh tài giả khuôn mặt tươi cười còn lúc nhìn mục ninh tuyết mặt lạnh mang theo vài phần khinh bỉ nói thiên phú của ta cần kết hợp với thiên phú của cô mới có thể giúp hội đồng minh vượt qua băng tuyết trường hà nghe xong câu này mục ninh tuyết cảm thấy buồn cười nếu như vậy thì đưa trời sinh thiên phú của bà cho tôi tôi cũng có thể giúp hội đồng minh vượt qua băng tuyết trường hà dù sao thì trong tín ngưỡng của bà thì hy sinh cũng là một loại vinh quang mục ninh tuyết nói hoang đường phu nhân lạc âu triệt để tức giận âm thanh trở nên sắc bén hơn trước đó bất luận ngữ khí của mục nhung vi nhiễm mục ninh tuyết có kịch liệt cỡ nào phu nhân lạc âu đều thờ ơ lạnh nhạt Mãi cho tới hiện tại, phu nhân lạc Âu không cách nào không chế được tâm tình. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.